Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong bài học lần này. Trong bài học lần trước thì chúng ta đã đề cập tới việc nhận biết được các cách trong tiếng Đức. Còn trong bài học lần này thì chúng ta sẽ cùng với nhau xem rằng các article, các mạo từ sẽ thay đổi như thế nào theo các cách trong tiếng Đức. Như các bạn cũng đã biết thì các danh từ trong tiếng Đức đều có giống. Và giống của danh từ được thể hiện qua mạo từ đứng trước nó. Nếu như các bạn tra một danh từ trong từ điển thì các bạn có thể thấy được mạo từ của danh từ đó là der, die oder das. Và những cái mạo từ này là mạo từ xác định và được đứng ở cách thứ nhất, nominative. Còn nếu như mà các bạn đặt danh từ đó trong một câu thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ phải xem là danh từ đó đang đứng ở cách thứ mấy. Và tùy thuộc theo cách mà danh từ đó đứng thì chúng ta sẽ phải biến đổi cái mạo từ đứng trước đó. Trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng xem là sự biến đổi của các mạo từ như thế nào nhé. Mình sẽ đề cập tới 4 loại mạo từ. Mạo từ thứ nhất là mạo từ không xác định, unbestimmte Artikel, ví dụ như là ein, einer, einen, vân vân. Mạo từ không xác định được sử dụng khi mà các bạn nhắc tới một vật hay là một ai đó ở lần đầu tiên, tức là cái đối tượng này chưa được xác định. Hay đó cũng có thể là miêu tả được cái số lượng là một. Ở dạng số nhiều, các bạn lưu ý một điều là ở dạng số nhiều của danh từ thì chúng ta không dùng mạo từ không xác định, chúng ta không dùng unbestimmte Artikel, mà chúng ta dùng ở dạng số ít của danh từ mà thôi. Ví dụ như ich brauche einen Mantel. Ich brauche einen Mantel. Tôi cần một cái áo khoác. Ở đây thì không xác định là cái áo khoác này là cái áo khoác màu đen hay có khoác màu trắng, áo khoác to hay áo khoác rộng, vân vân. Mà nó chỉ là mới được nhắc đến lần đầu tiên thôi và là một cái ý nghĩ rất là chung mà thôi. Bởi vậy nên là chúng ta sẽ dùng unbestimmte Artikel ở trường hợp này. Ich kaufe heute Äpfel. Ich kaufe heute Äpfel. Rồi, ở đây thì der Apfel, die Äpfel. Äpfel là số nhiều của danh từ der Apfel. Bởi vậy nên là chúng ta sẽ không dùng unbestimmte Artikel ở đây. Rồi, mạo từ thứ hai mà chúng ta sẽ nhắc đến đó là bestimmte Artikel. Đó là mạo từ xác định. Chúng ta sử dụng mạo từ xác định khi mà cái đối tượng ở đó đã được nhắc đến từ trước hay là nó được miêu tả một cách kỹ càng hơn. Ví dụ như der Schrank in der Ecke kostet 200 Euro. Der Schrank in der Ecke kostet 200 Euro. Tức là cái tủ ở trong góc nhá. Tức là cái đối tượng đó đã được xác định. Bởi vậy nên là chúng ta sẽ dùng mạo từ xác định ở đây, bestimmte Artikel. Mạo từ xác định thường có những cái hình thức như là der, die, das, den, dem, vân vân. Rồi, một mạo từ thứ hai là một cái mạo từ đặc biệt trong tiếng Đức dùng để phủ định trong câu. Đó là mạo từ kein. Thay vì trong tiếng Anh thì chúng ta thể hiện thể phủ định của câu bằng cách chúng ta chia động từ. Thì trong tiếng Đức chúng ta sẽ dùng mạo từ kein. Đó. Ví dụ như là wir haben heute leider keine Erdbeeren mehr. Wir haben heute leider keine Erdbeeren mehr. Keine Erdbeeren, tức là không có dâu tây nữa. Đó. Tức là khi mà chúng ta muốn phủ định một cái danh từ nào đó thì chúng ta sẽ thêm mạo từ kein lần trước nó. Một loại mạo từ thứ hai đó là mạo từ sở hữu, possessive article, tức là thể hiện một cái sự sở hữu của một đối tượng nào đó trong câu. Ví dụ như là das ist meine Tasche. Das ist meine Tasche. Meine ở đây là possessive article, tức là mạo từ sở hữu của tôi. Đối với ich chúng ta có mein, du, dein, er, sein, sie, ihr, es, sein, wir, unser, ihr, euer, sie, ihr. Trong tiếng Đức thì danh từ sẽ được chia thông qua việc là thay đổi mạo từ hoặc là việc thêm đuôi vào danh từ đó. Ở cách thứ hai, genitive, chúng ta sẽ thêm đuôi s hoặc là es vào đằng sau những danh từ giống đực hoặc giống chung dạng số ít. Đuôi es thường được thêm vào đằng sau những cái danh từ có một âm tiết
hoặc những cái danh từ kết thúc bằng đuôi S, SS, SZ, SCH, Z, TZ, X hay là đuôi NITS. Das Auto meines Vaters. Chiếc xe của bố tôi. Các bạn thấy ở đây là des Vaters đứng ở cách thứ hai genitive, chúng ta sẽ thêm đuôi S vào đằng sau danh từ Vater. Das Geschenk des Kindes. Das Geschenk des Kindes. Des Kindes là danh từ đứng ở cách thứ hai genitive và nó là danh từ có một âm tiết Kind. Bởi vậy nên là chúng ta sẽ thêm đuôi ES vào đằng sau danh từ Kind. Des Kindes. Chúng ta có những cái quy tắc chung cho sự biến đổi của các mạo từ theo các cách trong tiếng Đức. Những cái quy tắc này thực sự cũng không khó lắm và các bạn hoàn toàn có thể học thuộc nó. Trước tiên chúng ta hãy cùng xem xét cách thứ nhất, nominative. Các bạn có thể nhìn thấy vào bảng này. Theo cột dọc thì chúng ta có masculine, danh từ giống đực, feminine, danh từ giống cái và neutral, danh từ giống chung. Bên cạnh đó là plural, danh từ giảm số nhiều. Cột bên tay trái màn hình của các bạn, ngoài cùng, đó là dạng của mạo từ unbestimmter Artikel, bestimmter Artikel, Negation kein und Possessive Artikel. Rồi, chúng ta hãy cùng xem là ở cách thứ nhất, nominative, thì các mạo từ các article sẽ biến đổi như thế nào nhé. Bây giờ thì các bạn hãy cùng nhìn từ bên tay trái sang tay phải theo hàng ngang. Ein Tisch, eine Lampe, ein Bett, Stühle. Der Tisch, die Lampe, das Bett, die Stühle. Kein Tisch, keine Lampe, kein Bett, keine Stühle. Mein Tisch, meine Lampe, mein Bett, meine Stühle. Các bạn có thể nhận thấy một điều, đó là ở mạo từ không xác định unbestimmte Artikel, mạo từ phủ định kein và mạo từ sở hữu possessive Artikel thì đuôi của mạo từ được chia như nhau ở dạng số ít. Còn mạo từ của danh từ giống cái và danh từ ở dạng số nhiều thì hoàn toàn được chia như nhau, ngoại trừ trường hợp là ở mạo từ không xác định. Chúng ta sẽ không có mạo từ dành cho danh từ giảm số nhiều. Đó là trường hợp nominative. Còn đối với trường hợp tiếp theo, cách thứ tư, accusative, thì các mạo từ sẽ thay đổi như thế nào? Rồi, các bạn hãy cùng nhìn từ bên trái sang bên phải màn hình theo hàng ngang. Einen Tisch, eine Lampe, ein Bett, Stühle. Den Tisch, die Lampe, das Bett, die Stühle. Keinen Tisch, keine Lampe, kein Bett, keine Stühle. Meinen Tisch, meine Lampe, mein Bett, meine Stühle. Các bạn có thể thấy là ở cách thứ tư accusative thì chỉ có danh từ giống đực masculine thì mạo từ sẽ thêm đuôi an vào đằng sau. Còn đối với những danh từ giống cái và danh từ giống chung hay là danh từ dạng số nhiều thì mạo từ sẽ giữ nguyên như là ở cách thứ nhất nominative. Trường hợp tiếp theo đó là mạo từ ở cách thứ ba dative. Einen Tisch, eine Lampe, einen Bett, Stühlen. Dem Tisch, der Lampe, dem Bett, den Stühlen. Keinen Tisch, keine Lampe, keinem Bett, keinen Stühlen. Meinen Tisch, meine Lampe, meinem Bett, meinen Stühlen. Ở dative thì mạo từ của danh từ giống đực và giống chung chia đuôi như nhau, đó là đuôi am. Còn đối với danh từ giống cái thì mạo từ có đuôi er và ở dạng số nhiều của danh từ thì mạo từ có đuôi an. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau sang trường hợp tiếp theo, đó là mạo từ ở cách thứ hai, genitive. Eines Tisches, eine Lampe, eines Bettes, des Tisches, der Lampe, des Bettes, der Stühle.
keines Tisches, keine Lampe, keines Bettes, keine Stühle. Meines Tisches, meine Lampe, meines Bettes, meine Stühle. Ở genitive thì mạo từ của danh từ giống đực và giống chung có đuôi như nhau, đó là đuôi es. Còn mạo từ của danh từ giống cái cũng như là dạng số nhiều của danh từ có đuôi là er, ngoại trừ là ở unbestimmte Artikel, mạo từ không xác định thì chúng ta không có dạng số nhiều của danh từ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng làm bài tập ứng dụng nhé. Rồi các bạn hãy cùng nhìn vào ví dụ sau đây. Ich suche mein Brille. Rồi chúng ta sẽ phải điền đuôi gì cho mạo từ mein ở đây. Rồi để xác định được điều đó chúng ta cần làm 3 bước. Thứ nhất, các bạn hãy xem là giống của danh từ Brille là giống gì. Rồi chúng ta có Brille là giống cái, die Brille. Nếu như các bạn muốn xem lại cái việc xác định giống của danh từ thì các bạn có thể xem cái video trước đó của mình. Ok. Rồi bước thứ hai, chúng ta hãy xem là cái danh từ Brille này đứng ở cách thứ mấy. Cách thứ nhất nominative, cách thứ hai genitive, hoặc là cách thứ ba dative, hoặc là cách thứ tư accusative. Rồi chúng ta xem động từ ở đây là suchen. Ich suche. Đằng sau động từ suchen sẽ luôn luôn là một bộ ngữ ở accusative. Nếu như các bạn quên mất điều này thì hãy xem lại video ở trước đó. Bởi vậy nên là Brille của chúng ta sẽ đứng ở cách thứ tư accusative. Rồi, còn bước thứ ba là chúng ta sẽ xem là đuôi của mạo từ article ở danh từ giống cái và ở cách thứ tư accusative là gì. Để xác định được điều này thì các bạn cần phải học thuộc những cái bảng mà chúng ta vừa mới đề cập ở trên. Và chúng ta sẽ có là đuôi e. Bởi vậy nên là ich suche meine Brille. Hy vọng là video ngày hôm nay hữu ích với các bạn và những gì mà mình vừa truyền tải có thể giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về việc xác định được các cách trong tiếng Đức cũng như là các chia các mạo từ trong tiếng Đức. Như thường lệ thì mình sẽ có những cái bài tập để tự luyện tập dành cho các bạn ở phần thông tin mô tả ngay dưới video. Các bạn đừng quên theo dõi kênh YouTube của mình để nhận được những bài học một cách sớm nhất nhé. Và cũng như là theo dõi kênh Facebook. Các bạn đừng quên theo dõi kênh YouTube của mình để nhận được những bài học một cách sớm nhất nhé. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể theo dõi trang Facebook của mình để có thể nhận được thêm nhiều hơn nữa những cái tài liệu học tiếng Đức hữu ích khác. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào hay là những cái chủ đề mà các bạn muốn thì các bạn hãy cho mình biết ngay ở dưới phần comment. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo. Tschüss, bis zum nächsten Mal.